Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 31. 10 giờ tối. Nhếp Cửu La xem xong một cuốn nghệ thuật điêu khắc phương Tây đương đại. Nói thật cuộc sống của cô không sôi động như những gì Viêm Thác nghĩ, đa phần cô ra ngoài là để lây linh cảm, còn khi ở nhà cô đều nghịch đất sét hoặc đọc sách mây hôm trước anh thải có khuyên cô nên tiếp xúc thêm nhiều người ôm đồm cuộc sống anh bảo điêu khắc không đơn giản như trông mèo về hỗ hay đóng cửa chế tạo xe mà nhất định phải đưa sự từng trải vào đúng vậy là sự trải nghiệm có vậy khán giả mới cảm nhận được cuộc đời phức tạp của cô qua một cục đất hàm nghĩa ấy quá mơ hồ và lại cô cùng chỉ có hơn hai chục năm cuộc đời phức tạp đến đâu được cơ chứ nhấp cửu la bỏ sách xuống chợt nhớ tới viêm thác. Anh sống giữa bầy củ đất có hình dạng con người, lại phải vỡ như không hay biệt. Cuộc sống ấy đủ phức tạp, đủ kích thích và đủ đẳng cấp. Còn cuộc sống của cô giản dị hơn nhiều, dẫu sao cô cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bông reo chuông. Màn hình hiện tên người gọi là nhiếp Đông Dương. nhiếp cửu la ngồi ngắn ngơ một thoảng để xác nhận xem người gọi tới là ai dối mới nhẹ nhàng bắt máy. Nhếp Đông Dương ở đầu dây bên kia mỉm cười, tịch tịch à. Muộn thế này rồi cháu còn chưa ngủ à? Nhếp cửu la muốn chào một câu bác cả nhưng lại không nói nổi ra lời. Nhếp Đông Dương là anh ruột của Nhếp Tây Hoàng bố cô, cho nên ông thật sự là bác của cô. Bác ruột luôn ấy. Cô đáp, vâng, bác có việc gì thế ạ? À? Nhếp Đông Dương nói, chuyện là thế này, tịch tịch, cháu làm ăn xa, cũng nhiều năm không về quê rồi. Nhưng năm nay không giống mọi năm, cuối tuần này là sinh nhật thứ 19 sau khi mất của bố cháu, theo quy định nhà mình số 9 rất linh thiêng. Lần sinh nhật thứ 19 còn quan trọng hơn lần thứ 20 ấy. Cháu cũng nên về thấp cho bố cháu nên nhang chứ. Không ngờ đã 19 năm rồi, quả thật cô nên làm tròn chữ hiểu, được ạ. À? Nhiếp đông dương hàng rộng, còn nữa sinh nhật lần thứ 19 tất nhiên phải tổ chức long trọng nên khá tốn tiền bác đang nghĩ số tiền làm sinh nhật nên để châu chỉ thì hợp lý hơn. Nhếp cửu la không trả lời bởi cô thấy rất buồn cười. Sau khi bố cô nhảy lầu tự tử, cô được xem như mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng không cần vào trại mồ côi vì dù bên ngoài không còn họ hàng thân thích thì bác cả ruột thịt của cô vẫn còn nhiếp đông dương nhận hết nhà cửa, tiến bạc của gia đình cô và cả cô, cũng vỗ ngực tuyên bố sẽ đối tối với cô hơn cả con ruột. Nhưng cuối cùng cô cũng không cần ông ta nuôi. Cuốn sạch mọi thứ trong nhà cô rồi mà còn chia tay đòi cô mấy đồng lẻ này ư? Nhếp Đông Dương như nhận ra cảm xúc của cô, "Nếu không có cháu, bác sẽ ôm đồng cả dù sau đó cũng là em trai bác, nhưng cháu nghĩ mà xem, quan hệ bố con phải đứng trên anh em chứ. Bác làm dỗ mà không hỏi ý cháu là không hợp lý, không tôn trọng cháu. Với lại bố cháu cũng không thích vậy." Quả là người giỏi ăn nói bao nhiêu cải lý ông ta chiếm cả nhếp cửu la cũng chẳng buồn nói nhiều với máy đồng đó được à nhếp đông dương rất vui vẻ tịch tịch cháu yên tâm đi mua gì sắm gì tốn bao nhiêu bác sẽ liệt kê hết thành hóa đơn cho cháu còn hóa đơn nữa cô lấy hóa đơn cũng có để làm gì nhếp cửu la vốn định bảo không cần nhưng rồi lại đồng ý được à cứ để nhếp đông dương thỏa thuê làm sinh nhật để ăn tiến tranh lệch đi dù sao ông ta cũng thích vậy mà. Cúp điện thoại, nhấp cửu la đứng dậy đi tới trước giả sách, rút cuốn album ở dưới cùng ra. Đây có thể coi là album ảnh của bố cô nhiếp Tây Hoàng và mẹ cô Bùi Kha. Bên trong chỉ có vài bức có mặt cô không phải vì họ không thích cô mà cô có hẳn một cuốn album riêng lưu giữ từ bức ảnh 100 ngày đầu tiên cho đến năm cô 6 tuổi, nhiếp Tây Hoàng tự tử mới thôi. nhiếp cửu la mở cuốn album ra, những năm chín mấy đã là thời đại ảnh màu rồi, chẳng qua màu sắc không sáng rõ như bây giờ thôi. Những bức ảnh trải dài từ lúc bố mẹ cô yêu đương cho đến khi kết hôn và cả cuộc sống sau này. Hầu như trong mỗi bức ảnh, Bùi Kha luôn đeo một sợi dây chuyền vàng trắng có gần một viên phỉ thúy. Sợi dây chuyền ấy đến giờ nhếp cửu la vẫn còn ấn tượng bởi thuở nhỏ, cô rất thích nhìn bầu trời qua viên phỉ thúy ấy, qua đó bầu trời cũng biếc xanh theo nước ngọc khi ấy cô ngỡ rằng thứ quý giá nhất trên đời là vàng nhưng bùi kha lại nói với cô vàng trắng còn đắt hơn cả vàng sau này mẹ cô gặp chuyện sợi dây chuyền được cất trong ngăn kéo như di vật mỗi lúc bố có khóc lóc trong cơn say vì nhờ mẹ cô lại trèo lên ghế ướm nó trước cổ và tưởng tượng rằng mình đeo nó vào sẽ xinh đẹp biết bao chàng hoàng tử khôi ngô sẽ nghiêng ngả vì cô tới đón cô về vương quốc giàu có đông đúc trên con voi trắng Cô không thích ngựa trắng lắm vì lưng nó gây mùi đau mông, trong khi lưng voi rộng rãi, ngồi thoải mái hơn, và cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau như thế nào. Sau nữa cả vòng cổ, nhà cửa, tiền bạc và cả cô đều thuộc về gia đình bác cả. Nhếp cửu la đóng rắm tập album lại. Nửa đêm 12 giờ, trong căn bếp dưới hầm, đầu to lại hăm hở băm thịt nhưng lần này có thêm sơn cường giúp sức, trên bếp lò có nồi nước đang sôi. Sơn Cường cẩn thận gắp từng miếng gan thả vào nồi. Đầu to cào nhàu, thằng nhải con, ăn chín làm cái gì không biết. Mất công bố mày phải trần qua nước sôi. Sơn Cường khẽ suyệt rồi liếc mắt về phía căn phòng trong cũng như muốn bảo đầu to nhỏ tiếng thôi. Đừng nói mấy lời nhảm nhí để tôn chu nghĩ nhiều. Đầu to hiểu ý nói nhỏ lại, ê, tao nói này, tôn chu cần mở roi rồi nhỉ. Sơn Cường hàng giọng, đầu to hỏi tiếp, mua chưa? mua rồi Sơn Cường vui vẻ ném đùa ra, chia đơn đặt hàng tao bao trên điện thoại cho đầu to xem, thấy không, hàng đặc biệt. Rồi gần bỏ mua của nhà có tay nghề tổ truyền. Đầu to, mày làm hả? Sơn Cường, em ở gần, không em làm thì ai? Đầu to không tin tưởng lắm, mày biết làm à? Sơn Cường không hài lòng, anh nói gì vậy? Em cũng là người nhà roi mà em không giỏi lắm nhưng cái việc mở rơi thô thiền này em vẫn cáng đáng được nhé. Phần sau em không ứng phó nối thì giao cho con nhóc Dư Dung kia. Nghe thấy cái tên Dư Dung, đầu to nhách môi, con nhóc đó là một kẻ biến thái. Sơn Cường nhún vai, phải nói là mấy đứa giỏi như nhiếp nhị, hình thâm, Dư Dung, đứa nào không phải biến thái. Nói tới đây, cậu ta chọc khuỷu tay vào người đầu to, ê, anh nói xem trong ba đưa đỏ đưa nào biến thái nhất đầu to nhắm chặt mắt lại thật khoa trương khiến khóe mắt hắn đáy nếp nhăn Cái đấy còn phải hỏi à sơn cường cũng đồng tình em cũng thấy vậy tưởng bách xuyên là chủ nhà hình thâm và anh Đào là khách tới chơi chuyện mang cơm nửa đêm rơi vào tay đầu to và sơn cường nhưng đêm nay họ còn phải làm hai phán cơm mang tới hai chỗ khác biệt đầu to lắc lư chậu thịt chìn Đao ra ga ra hầu hạ thằng nhài con, mày nhớ giao lưu nhiều với Tôn Chu, tăng tiến tình cảm để sau này dễ triển khai công việc. Sơn Cường cũng cảm thấy sự phân chia như vậy rất phù hợp. Gạt đám thịt tươi còn dư trên thớt vào trong chậu, Sơn Cường ngâm nga bước về phía căn phòng trong cùng. Vừa đi tới cửa đã nghe tiếng Tôn Chu, anh mạnh, mau, mau lên, hôn môi rồi. Để giúp Tôn Chu vượt qua quãng thời gian chữa bệnh buồn tẻ đầu to tải rất nhiều phim hành động trên mạng về, bộ nào cũng xuất sắc. Sơn Cường bước nhanh chân hơn, đồng thời nghĩ bụng, cái tên Tôn Chu này đúng là chẳng lo lắng gì, sắp nghèo tới nơi rồi còn vui được. Nhưng cứ vui đi, đằng nào những lúc vui như này cũng không còn nhiều nữa. Cậu ta vội vàng mở cửa đi vào trong phòng, phim gì thế anh? Trong nước hay nước ngoài vậy? Trong nước, trong nước, mau lên, mau lên. Vừa nghe là phim trong nước, Sơn Cường mừng rơn, nói thật xem phim hành động nước ngoài, cậu ta không có cảm xúc gì mấy vì nhân vật chính có màu da khác mà. Phim trong nước thì khác, đều là đồng bào, dễ bị cuốn theo mạch phim hơn. Vừa vào nhà Sơn Cường đã bỏ chậu, ngồi xuống cuối giường và nhìn màn hình không rời mắt, đây là phim cổ đại à? Không phải, dân quốc đây. Dân quốc à, dân quốc cũng được, không cách hiện đại quả xa nên vẫn dễ xem. Sơn Cường dịch mông về sau cho thoải mái. Đang định bảo Tôn Chu mau ăn cơm thì gầy bỗng ăn một củ đập mạnh. Củ đành ấy khiến mất Sơn Cường toàn những khối vuông to nhỏ màu đen. Cậu ta cố gắng chống chọi cơn choáng váng, quay lại nhìn Tôn Chu với vẻ khó mà tin được. Sao lại là Tôn Chu được? Gã ngốc bị tướng Bách Xuyên dắt mũi chỉ với dăm ba câu nói, suốt ngày bàn luận vui vẻ về phim ảnh với cậu ta. Sao có thể chứ? Nhưng đúng là tôn chu thật, anh ta đang rơi chậu lan lưỡi hổ trống ở trong phòng, hung tợn nhìn Sơn Cường. Thấy Sơn Cường chưa đó, anh ta lại dơ cao chậu cây, đập thêm một phát nữa vào giữa đỉnh đầu cậu ta. Lần này Sơn Cường không chống chọi được nữa, mềm nhũn người ra và chỉ còn nghĩ được một câu duy nhất mà mẹ nó. Thầy Sơn Cường đổ, tôn chu vội vàng hành động. Đầu tiên anh ta nhét điện thoại của Sơn Cường vào túi, Mấy ngày nay anh ta hay chơi game, xem phím với Sơn Cường nên mật khẩu này nọ đều nhớ cả. Tiếp đó là đổ đám thịt tươi kia vào thùng rác, nhét chậu vào góc khuất, rồi kéo Sơn Cường năm quay mặt vào trong và đắp chăn lên. Sau cùng Tôn Chu tắt đèn, khóa cửa lại. Xong rồi, làm xong cả rồi, tất cả mọi thứ đều đúng như kế hoạch, không có sơ suất nào cả. Tôn Chu lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào áo quân, dân người vào tường lần mò ra bên ngoài trong sự lo sơ. Khi đầu to loạn trọng vào nhà, chỉ thấy được cái chậu không. Không thèm rửa luôn nữa, gà nhìn về phía mấy căn phòng với vẻ mặt không vui. Thấy phòng tôn chu đã khóa cửa, gã lại ngó sang phòng sơn cường. Cùng đóng luôn. Mà, sao đứa nào cũng đi ngủ sớm thế? Đầu to ném chậu không lên bàn, tắt đèn đi về phòng. Bố mày cũng chả rửa luôn, để mai bắt Tôn Chu làm. Tôn Chu trốn chui trốn lủi trong khu biệt thự, mãi tới khi trèo ra khói tường rồi anh ta mới chạy như điên. Khi dừng chân lại, anh ta đã đứng trên một con phố đông người qua lại. An toàn rồi, trông thấy người nghĩa là an toàn rồi. Tôn Chu hít mũi, đi tới một góc vắng gọi điện thoại cho bạn gái mình. Nhận ra giọng anh ta, Kiều Á ngạc nhiên hết đỗi, sao anh lại đổi số điện thoại rồi? Anh bảo đi Quảng Châu gây dựng sự nghiệp với bạn bè cơ mà. Tôn Chu nói, anh nói dối thế để mọi người yên tâm đấy. Chuyện này quá phức tạp, đợi gặp mặt anh lại kể cho em. Lát nữa anh gửi định vị cho em, em tới đón anh nhé. Bây giờ anh đang ở. Anh ta bước lại gân cửa kính của một văn phòng bất động sản, nhìn địa chỉ của họ rồi đọc tên xã, huyện cho Kiểu Á. Kiểu Á giật mình, gần ra tình luôn rồi, đi đường dài đấy. Anh đúng là không ngồi xe lửa về được à. Tôn Chu tức tối, đã bảo với em là chuyện phức tạp lầm rồi mà. Còn kinh khủng hơn rơi vào ổ đa cấp ấy. Ngồi xe lửa, nhờ bọn họ chặn ở nhà ga thì sao? Tóm lại em mau đến đón anh đi. Nếu có ai hỏi về anh, em đừng nói gì cả. Anh sợ bọn chúng sẽ tới tim nữa. 6 giờ sáng, đã gần 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc Lâm Hỷ Nhu nói chuyện trực tiếp với cha què trong căn phòng nhỏ viêm thác và gâu đen đều đợi ở phòng chờ mới đâu hai người còn nói chuyện nói việc cha quẻ cùng miệng nói chuyện gì Lâm phải làm gì để moi được thông tin từ cha quê sau này mệt mỏi chẳng ai nói gì nữa nhất là viêm thác vốn dĩ anh đã phải lái xe liên tục suốt một thời gian dài về đến nơi lại bị Lâm Hỉ Nhu sai chờ tới đây nên lúc này anh đã quẩn chăn cuộn tròn thiếp đi trên sofa đang mơ màng anh bỗng nghe tiếng Lâm Hỉ Nhu tiểu thác ngủ rồi à? Lâm hỉ nhu, ra rồi. Viêm thác vừa tỉnh, còn chưa kịp làm gì đã nghe gấu đen đáp lại, ngủ rồi. Cậu ta còn trẻ, không thức nổi nên ngủ như chết rồi. Vừa nói, gã vừa giơ tay đẩy vai anh. Viêm thác tiếp tục ngủ như chết luôn theo ý gà. Gấu đen đấy hai lần nhưng anh chẳng bảo sao. Lâm hỉ nhu lại bảo, đừng động nó, để cho nó ngủ. Mấy hôm nay nó cũng mệt rồi gấu đen cậu ra đây tiếng bước chân xa dần cuối cùng cạch cửa phòng đóng lại tìm viêm thác đập thình thịch sau vài giây chờ đợi anh khẽ xốp chăn lên tầng hầm trước khi bình minh lên yên ăng đến đáng sợ tựa như đến tiếng ma sát cũng rõ mồn một tiếng nói chuyện mỏng manh bên ngoài hành lang bay tới lúc gần lúc xa viêm thác nín thở đi tới bên cửa rồi cẩn thận vận tay nắm cửa mở ra một khe nhỏ tẹo với sự cẩn thận hơn bao giờ hết anh nghe được cuộc nói chuyện luôn xen kẽ với những khoảng lặng của họ lâm Hy như những truyền thuyết đó đều là thật gấu đen thật sự co bọn họ ư lâm hỉ ngu thấy vết thương của răng chó là tôi biết ngay chuyện này không đơn giản rồi từ vị trí nhát dao có thể thấy đó là người trong nghề sau này tiểu thác còn bảo có người ngửi được mùi hôi trên xe gấu đen đáng lẽ phải không có mùi chứ lâm hỉ ngu đúng vậy chắc chắn tên khốn răng chó đấy không giữ được miệng đi ăn tạp lần này tiểu thác mang vạ đều tại tên đó cả đợi gã tỉnh dậy kiểu gì tôi cũng xé xác gã viêm thác nuốt nước bọt sắp xếp lại những thông tin có được trong đầu đáng lẽ phải không có mùi ăn tạp mới có mùi nghĩa là nếu răng chó không ăn tạp thì lần mình hỏi đường ở răng cửa sẽ chẳng bị làm sao nhưng ăn tạp là ăn gì răng chó ăn cái gì rồi phía bên kia im lặng một thoáng mới tiếp tục Gấu đen, chị Lâm, lão già này có nói tin tức của con trai chị không? Con trai á, môi viêm thác khô cong, chỉ sợ bỏ lỡ câu trả lời của Lâm Hỷ Nhu. Chắc hẳn Lâm Hỷ Nhu đã lắc đầu. Gấu đen tiếp tục cảm giảm, cưng miệng thế cơ à? Chị Lâm, hay để em hỏi cho, em không tin một lão già hom hem có thể chống cự được lâu. Lâm Hỷ Nhu, lão ta bảo từ khi cậu phóng hỏa làm bạn già của lão chết cháy thì lão đã thiết sống nữa rồi. Muốn giết cử việc giết nhưng muốn moi tin tức của những người khác từ miệng lão thì đừng mơ tôi cũng làm đủ cách rồi. Loại người không cần cả mạng sống là khó giải quyết nhất. Gấu đen không trả lời. Một lát sau bên ngoài có tiếng bốc vang vọng. Hiển nhiên đó là tiếng gấu đen tự vào mình. Chị Lâm, đều là lỗi của em. Lâm hỉ nhu, thôi, chuyện đã vậy dối sau này cậu ghi nhớ là được. Làm người phải có tư duy của con người, đừng giải quyết mọi việc như con vật. Gầu đen, chị Lâm, có phải bây giờ chúng ta nguy hiểm giói không? Lâm hỉ nhu cười khẩy, sao chúng ta lại nguy hiểm được? Lão già này cậu cử nghĩ cách tra hỏi tiếp, tôi nghe nói có loại thuốc khiến đầu óc người ta không tỉnh táo, mà những lúc như vậy thường hay nói thật. Tóm lại không cần biết cậu làm cách nào, cứ hỏi ra được cho tôi là tốt nhất là có thể hỏi ra được giao điên là ai. chương 32, một ngày sôi động lại bắt đầu. Kiểu Á mang theo cặp mắt đen xì, đứng ngáp liên miên bên cửa hàng bánh bao ven đường. Chẳng mấy chốc vì hấp mở tung, khi nóng cuốn theo mùi bánh bao thơm phức tỏa ra bốn phía. Kiều ai nhận lấy túi bánh bao, chạy một mạch về chỗ đậu xa. Tôn Chu quấn chăn ngủ say sưa trên ghế lái phủ. Kiểu Á ấy anh ta, ăn sáng thôi, Bánh bao nhân thịt với hành tây anh thích nhất này. Mì mắt của Tôn Chu miễn cường hẻ ra một khe nhỏ, anh không đói. Kiểu ấn nổi cáu, em lái xe cả đêm, người nên buồn ngủ phải là em mới đúng chứ. Anh còn già chết nữa à, dậy ăn sáng. Tôn Chu đành phải ngồi dậy. Kiểu á nhát gan chỉ dám lái xe chậm, lại thêm để an toàn. Tôn Chu bảo cô đi đường vòng nên dù đã chạy suốt một đêm, hiện tại hai người vẫn đang ở trên đường. Tôn Chu nhận lấy chiếc tùi từ tay Kiểu Á, em giữ chìa khóa nhà ông họ em à? Kiểu Á gật đầu, vâng. Ông họ có là kiểu người già không sống chung với con cái, trước khi về quê dưỡng lão đã để chìa khóa căn nhà trong thành phố lại cho Kiểu Á, để thỉnh thoảng cô qua ngó nghiêng, quét dọn vệ sinh. Vậy anh ở tạm nhà ông họ em cho an toàn, có đến mức đấy không? Kiểu Á cảm thấy anh ta cứ làm quá mọi chuyện lên, chẳng lẽ bọn đa cấp có thể tìm tới nhà bắt anh gia nhập à? Tôn Chu lườm cô, đã bảo em bao nhiêu lần là không phải đa cấp rồi. Bọn họ không đòi tiền anh, cũng không xui anh mua đồ mà chỉ bảo chữa bệnh cho anh thôi. Kiều A cự lại, người ta nhiệt tình thế sao anh không ở đó mà chữa bệnh? Chạy làm gì, lại còn đánh ngất người ta nữa. Nhờ anh ta có mệnh hệ gì thì anh mang tội cố ý gây thương tích đấy. Tôn Chu hừ mũi, nhặt một chiếc bảnh bao trong túi ra à em nói vậy là biết còn non rồi lòng dạ con người không đơn giản đối mặt với người đời phải cảnh giác như anh này luôn làm bộ hợp tác trăm phần trăm nhưng thực tế là lén quan sát tình hình anh cảm thấy bọn họ không giống người đứng đần hay lén lút nói chuyện sau lưng anh còn thì thấm để anh không nghe được cách chữa bệnh của bọn họ vừa ghê tởm vừa mất vệ sinh với lại tối đến bọn họ còn nhốt anh trong phòng vì sao phải nhốt, chữa bệnh thì cử chữa, tại sao phải nhốt anh như nhốt tội phạm? Đúng là bọn họ rất tốt với anh nhưng người nuôi heo cũng tốt với heo lãm mà, sợ heo lạnh, heo đói, heo bị bệnh lắm chứ. Cuối cùng thì sao, còn heo vẫn bị kéo đi làm thịt đỏ thôi. Tổng kết lại tất cả mọi thứ, anh càng cảm thấy chuồn là kế trên hết. Bọn họ mà dám kiện anh tội cố ý gây thương tích, anh sẽ kiện ngược bọn họ tội giam giữ người trái phép tôn chu vừa nói vừa véo một chiếc bánh bao với cả bệnh viện an khai làm ăn chẳng ra gì có khi phải lên tây an tây an cũng không chữa được thì còn bắc kinh thượng hải hoặc bài thuốc dân gian má ơi sao bánh bao này lại thối thể kiểu á sửng sốt không thể nào cô cầm lấy nửa chiếc bánh bao từ tay tôn chu dơ lên mùi người nhưng chỉ thấy mùi thịt sen với mùi hành dầu muối rất là thơm anh tìm chuyện đấy à tôn chu Thối chỗ nào? Tôn Chu thật sự không ngửi nổi mùi hương này, mỗi khi ngửi thấy là lại buồn nôn. Anh ta bóp mũi, ném cả chiếc túi cho Kiểu Á, cầm đi, cầm đi. Bỏ xa ra, Kiểu Á lẩm bẩm, cây thói gì không biết, ăn nhiều thịt tươi nên không ngửi nổi mùi đồ ăn bình thường à. Cô đang rất bực bội, một anh bạn trai vốn rất ngon lành, dẫn đi đâu cũng mát mặt nay lại có vết sẹo trên mặt, người ủy oải nhìn sao cũng thấy xấu sau khi về nhất định phải bắt tôn chu đắp mặt nạ và đi spa chữa sẹo mới được dù sao kiều á cũng là một người yêu thích cái đẹp cuộc điện thoại của nhiếp đông dương đã khơi gợi nỗi nhớ quê trong tâm hồn nhiếp cửu la tỉnh ra cô đã xa quê rất lâu rồi sau khi đàm phán thành công với tưởng bách xuyên cô luôn lấy mình là trung tâm đạp giỏ rẽ sóng tiến về phía trước cô không nhỏ rõ ngày rỗ của bố mẹ mà chỉ thấp máy nén nhang vào hôm thanh mình và dặn giúp việc làm thêm hai bát sủi cào vào đêm giao thừa tổ chức sinh nhật để làm tròn chữ hiếu là việc nên làm người bình thường ít nhiều cũng phải theo đại chúng và lại quê hương dẫu gì cũng là trốn thơ ấu của cô đêm đó quê hương vào giấc mộng cô mơ thấy hai cái cây trước cửa nhà thành phố đang phun thuốc trừ sâu cho cây dưới gốc là hàng tả thì thể sâu lông rơi là tả ô tô chạy vụt qua nghiền nát tất cả thật là ghê tởm cô mặc chiếc váy nhỏ xíu vừa chống tay vào tường nôn vừa nói ghê quá sau đó cô ngẩng đầu ánh mắt xuyên qua tán lá nhìn tới sân thượng của trung tâm thương mại phía xa bố cô đang đứng lẻ loi ở đó cơ thể lắc lư tựa một cột thu lôi sắp bị gió thổi nga cô đặt vé tàu về quê vào sáng ngày kia nhưng ở quê không có tuyến tàu cô phải ở tạm một đêm bên thành phố trung gian rồi mới đi xe buýt về nhà được tối hôm trước khi về quê cô đến nhà anh Thái ăn cơm nhân tiện nhận luôn chiếc dây chuyền phì thúy hàng nhái mà cô nhờ anh thải đặt làm hồ còn anh thái thì nói với cô hai chuyện chuyện thứ nhất là phải thường xuyên mang tác phẩm đi dự thi lấy thường Nhếp cửu la không thích hành vì chỉ biết cây lợi trước mắt này lầm nhưng anh thái lại bảo a la nghề này của em anh hiểu nó không phải kiểu có thể nổi tiếng khắp thế giới được ngay những thiên tài như vậy phải vài chục năm mới có một người còn với người luôn bước từng bước một như em thì giải thưởng là cái gì là thứ có thể giúp em bước liên ba bước lấy thường rồi giá trị con người sẽ khác giá cả của tác phẩm cũng sẽ tăng theo nghe có vẻ cũng không xấu ý kiến cuối cùng của nhấp cửu la là vậy anh xem dối sắp xếp đi chuyện thứ hai là giới thiệu bạn trai cho cô nhà trai là con trai đối tác của anh thái từng chọn chúng hai tác phẩm của nhấp cửu la tại cửa hàng cầm tiên trong tay anh thái vui vẻ khoác lác với người ta về cô và cho xem cả ảnh chụp thế là lúc đầu đối phương yêu thích tác phẩm sau này có ý luôn với tác giả và đã nhờ anh thái làm mới cho mà cái miệng anh Thái luôn nói ra những câu khiến người ta khó lòng từ chối a à, la trên đời này không có nhiều đàn ông tốt nên em phải làm quen với nhiều người vào thì mới có thể chọn lựa được. Cũng như mua dưa ấy, mới đầu phải chọn vài quá kêu thì sau cùng mới lựa ra được quả ngon nhất, đúng không nào? Em phải tiếp xúc mới biết có hợp hay không, rồi em tổng kết lại kinh nghiệm từ những lần trước thì có phải xác suất tìm được người thích hợp của những lần sau sẽ cao hơn không? Nhếp cửu la nghe mà ngỡ ngàng không rõ anh Thái định làm mỗi hay phá dối chuyện này nữa. Cuối cùng cô lấp lứng, em phải về quê một chuyến, bao giờ về lại nói. Nhà anh thải cách nhà nhấp cửu la không xa, chỉ 5 phút đi xe và 20 phút đi bộ. Bình thường nhấp cửu la đều gọi xe nhưng đêm nay lỡ nói chuyện nhiều, ăn cũng nhiều nên đi bộ cho tiêu cơm. Anh Thái cũng không đòi đưa cô về dù sao cả hai đều ở trung tâm thành phố, đèn đuốc sáng trưng, người qua người lại, bên đường còn có cả trạm an ninh. Trên đường đi, nhiếp cửu la nhớ tới chuyện yêu đương. Cô không có mẫu hình lý tưởng nào cả. Người anh Thải nói cô có thể đi gặp thử. Nếu đối phương chỉ thích mặt cô thì cô sẽ cảm thấy nông cạn nhưng người ta yêu thích tác phẩm của cô trước thì lại khác vì như vậy nghĩa là người ta biết thưởng thức. Mãi suy nghĩ nhấp cửu la đã về tới con ngõ trước nhà tự bao giờ. Từ phía xa, cô đã thấy một người đàn ông đứng dựa tường như đang chờ ai đỏ. Bên chân anh ta có thứ gì đó trông như là chó rất chó đi dạo à đừng có biến cổng nhà cô thành nhà vệ sinh công cộng nhé đi thêm vài bước cô bồng đứng sừng lại đầu óc như muốn nổ tung và nét mặt sắm xuống nghe được tiếng bước chân hình thâm ngẩng đầu lên nhìn cô rồi chợt đứng thẳng người dậy a à la nhấp cửu la cố nhịn nhưng không thành công thấy xung quanh vắng lặng cô bước vội tươi nói nhỏ nhưng không hề giấu đi sự tức giận trong câu nói rõ ràng em đã bảo với tưởng bách xuyên em và các anh không giống nhau. Chúng ta giữ khoảng cách, ai làm chuyện người nấy. Bây giờ anh mò đến nhà em là có ý gì? Còn dẫn theo thứ này. Nằm ngón tay của cô cong lên rồi đột nhiên vô xuống. Từ khi cô xuất hiện, châu chầu đà run rẩy núp ở sau lưng hình thâm rồi. Đến khi thấy cô ra tay thì nó sợ chết khiếp, leo vội lên bức tường bên cạnh. Tay nó có móng vuốt nên có thể bám vào mặt tường nhưng bàn chân đi giày thì không sau vài củ đạp trượt cuối cùng nó vứt luôn giày đi và leo vọt lên đầu tường như một con mèo hoang khổng lồ đang rôn dày hình thâm vội la lên a la đừng dọa nó nhếp cửu la lẳng lặng nhìn hai chiếc giày trẻ em màu trắng rơi trên mặt đất thật buồn cười còn đi cả giày hiệu cơ hình thâm anh không rõ quy định à mà dám dẫn thứ này tới trốn đông người hình thâm giơ tay lên cao Châu Châu hơi chần chữ nhưng rồi vẫn dè dặt bỏ xuống năm run khẽ bên chân hình thâm. Hình thâm thở dài, a à la, em nghe anh nói trước đã. Chị Hoa chết, cha què mất tích, tình hình của em lúc này quá nguy hiểm mà em lại không chịu nghe chủ tưởng sắp xếp. Anh nghĩ là có thể giúp tới đâu thì giúp rất có thể đối phương là đồng loại của Châu Châu. Có nó và anh ở bên, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhếp cửu la cắt ngang lời anh ta, em không cần hình thâm quy định là do mọi người đặt ra một khi đã đặt ra thì phải tuân thủ em từ chối sự xếp đặt của chủ tưởng nghĩa là em biết phải làm thế nào mọi hậu quả em đều nhận hết còn anh ấy trước khi làm người tốt anh nên hỏi ý kiến đối phương chứ không phải đang nói chuyện thấy có người đi qua nhấp cửu la vội vàng dừng lại còn nghiêng người cố gắng che cho châu châu có lẽ người đó quá tò mò vì sao lại có người đeo kính dâm vào ban đêm nên đã đổ hết sự chú ý vào hình thâm mà chẳng phát hiện ra dưới chân anh ta có thứ gì đó. Đợi người đó đi xa, nhấp cửu la dứt khoát, anh mang nó đi ngay. Em nghiêm túc đấy, nếu còn để em thấy nó xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện thì anh cử đợi nhặt xác cho nó đi. Nói xong câu ấy, cô đi tới bấm chuông cửa. Chỉ một lát sau tiếng chị Lư đã vọng ra, đây, đây, tới rồi hình thâm đứng im tại chỗ một lát mới hỏi khẽ a la nếu không vì chúng ta từng tranh cãi có phải em sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của anh không Nhếp cửu la quay đầu nhìn anh ta hình thâm hơi cúi đầu bà vai sụp xuống trông rất đáng thương cô nói hình thâm cuộc sống hiện tại là do chúng ta tự lựa chọn không ai ép buộc ai cả cũng không ai xin lỗi ai em sống rất vui vẻ hy vọng anh cũng vậy Cửa mở ra để lộ gương mặt tươi cười của chị Lư. Vừa rồi em nhắn tin bảo ăn no quá. Muốn đi bộ về cho tiêu cơm nên chị đang nấu canh sơn cha tốt cho tiêu hóa dây. Nhấp cửu la mừng rơn. Thật ạ, à? em phải uống một bát mới được. Dạ dày khó chịu quả. Cô cúi người bước vào cống. Cánh cổng đóng lại làm tia sáng vừa le lói đã vụt tan như một tinh linh không thể bắt giữ. Hình thâm đứng lặng trong bóng tối chẳng rõ canh sơn cha nấu đặc hay loàng nhưng chắc là loàng, không thể át đi mùi củ đất nồng nặc bên người nên anh ta chẳng ngửi được. Lúc này châu châu mới dám đứng dậy tập tênh đi nhặt giày. Hình thâm gọi nhỏ, đi thôi. Viêm thắc sống tạm dưới nông trường cùng Lâm Hỷ Nhu. Lâm Hỷ Nhu nói với mọi người là chán ở trong thành phố. Muốn tận hưởng cảnh sắc nông thôn vài hôm nhưng viêm thắc biết. À đang đợi gấu đen moi được tin tức từ miệng cha què mỗi sảng anh đều có thể trông thấy công nhân vội vàng tới đi làm. Cả trong cả ngoài đều rất yên bình, yên bình đến mức nhàm chán và dường như chẳng có bí mật nào ở đây cả có đôi khi anh Red khâm phục Lâm Hỷ Nhu. Á à, làm bao nhiêu chuyện mờ ảm vậy mà vẫn có thể giấu giếm một cách hoàn hảo. Lúc rảnh rỗi anh thường mổ xẻ những điều nghe được hôm đó ra để phân tích. Nhiếp cửu la nói rằng chó không phải củ đất mà có thể là họ hàng gần hoặc giống loài tiên hóa lý do là vì củ đất là thủ hoang chứ không phải con người thật ra chúng ta có thể đơn giản hóa mọi việc lại răng trỏ và lâm hỉ nhu là củ đất vấn đề ở chỗ làm thế nào mà chúng nó lại giống hệt như người được chắc chắn lâm hỉ nhu đã làm gì đó rồi người phụ nữ có phần lưng mọc đầy lông tơ dưới tầng hầm thứ hai mà anh và lâm linh từng gặp được dùng để làm gì sau này bà ta đã đi đầu rồi Bảng Excel được đánh số theo nhân vật mà anh có là do Lâm Linh lấy trộm từ máy tính của Lâm Hỷ Nhu. Trước mắt nó đã đến số 017 Chu Trường Nghĩa. Nhưng điều đáng nói là cái bảng này không được sắp xếp từ 001 đến 017 mà bắt đầu từ 003 và cử cách 2, 3 số lại thiếu đi một số. Người xếp số 003 tên là Tôn Hùng, cũng chính là Gấu Đen. Anh và Lâm Linh vẫn luôn suy nghĩ về cái bảng này. Một hôm Lâm Linh chợt phát hiện ra, số thứ tự của những người trong bảng đều tương ứng với họ được ghi chép trong cuốn 100 họ. Ví dụ như, Triệu Tiên tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương thì tôn xếp thứ ba nên tôn Hùng là số 003, Ngô xếp thứ sáu nên số 006 là Ngô Hưng Bang. Cùng với đó số 014 Thẩm Lệ Châu, số 017 Chu Trường Nghĩa. Có khi nào mấy người này đều là củ đất đã có hình dạng hoàn hảo không? Lâm Hỷ Nhu xếp số cho bọn họ và cũng đặt tên luôn. Nhưng như vậy tại sao lại phải phân tán ra khắp cả nước? Chẳng lẽ là để bớt sự nguy hiểm nên không gom hết lại một chỗ? Trước mắt răng chó không có tên mà chỉ có một biệt danh thô bỉ. Chu Tân vưu hứa, sau chữ chư là chữ tấn rồi, có khi nào răng chó sẽ là số 018 mang họ tân trong tương lai không? Gần sẽ chiếu, viêm thác càng nhức đầu, anh phủi tay đứng dậy, gạt hết đồng đá vừa xếp ra để phân tích gì. Phía xa có người đang chạy tới, đó là gấu đen. Đến gần chỗ anh, gấu đen mới thở hồng hộc Nếu anh không nhìn nhầm thì anh ta có vẻ đang bối rối. Xấu hổ viêm thác, chị Lâm đâu? Tôi qua gì Lâm mất ngủ, hồi chiều kêu đau đầu nên đi ngủ bù rồi. Gấu đen ở lên, nghe giọng điệu không yên lòng ấy là biết gã chẳng đến để tìm Lâm hỉ nhu. Viêm thác hỏi, sao vậy? Từ sau khí viêm thác thổ lộ tâm tình với gã gấu đen thân thiện với anh hơn hẳn. Do dự mãi, cuối cùng gà cũng thì thầm, viêm thác, tôi lại làm hông việc rồi. Cho lão giả kia uống nhiều thuốc quá. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. chương 33, viêm thác đi theo gấu đen xuống tầng hầm thứ hai. Đã qua giờ tan tầm, bên dưới im phăng phắc nhưng ánh đèn vẫn soi tỏ lối đi không một bóng người. Gấu đen mở cửa phòng ra, cậu xem đi. Một mùi khai thối ập vào mặt, khiến viêm thác phải nín thở. Nhìn vào phòng anh thấy được cha quê đang cười ha ha trong tư thế ngồi xếp bằng và đôi tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Gương mặt sưng vù như cái chậu của lào cùng chẳng át được nét mặt phờ phạc. Mì mắt lão sưng bóng lên, miệng méo sạch đi còn bên khóe môi chảy đầy rãi và máu loãng. Bọn gấu đen quen giết người và tra tấn người ta đến điên dại rồi hả? Viêm thác nhắc nhở mình không được có thái độ gì cả anh không có tư cách và cũng không có năng lực để làm vậy gầu đen buồn rầu tôi thấy lão uống thuốc vào cũng có tác dụng nên lỡ tay cậu nói xem chẳng dễ gì mới có được manh mỗi mà tôi lại làm hồng chuyện đã là lần thứ hai rồi chị lâm sẽ xẻ xác tôi mất viêm thác an ủi không sao đâu có lẽ chỉ là tác dụng tạm thời thôi anh đừng ép hỏi ông ta vội mà cứ để cho nghỉ đi biết đâu ăn uống vào ông ta lại bình thường Gấu đen không mấy lạc quan, nhờ không hết, chẳng phái tôi sẽ tiêu đời ư? Sao có thể thể được? Anh tìm đầu mối khác là được mà. Gấu đen tức tối, làm gì còn đầu mối nào nữa? Nếu có tôi đã chẳng lo sốt vó thế này. Viêm thác chỉ trao què bị anh bắt giữ nghĩa là con tin. Có con tin còn lo đồng bọn lão không khai à? Gấu đen cảm thấy viêm thác ngu như bò, cậu ngớ ngẩn à? Có tìm được đồng bọn của lão đâu? Lúc trước các anh cũng không tìm được bọn bắt cóc em đó thôi. Khi ấy các anh làm thế nào? Đống bọn của Lào trốn đi nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhận được tin tức anh tung ra. Gấu đen suy ngẫm chứng 10 giây mới hồ hời, cậu giỏi đây. Hỏi ý kiến cậu đúng là sự lựa chọn đúng đắn mà. Viêm thắc cười, Thật ra biện pháp này Lâm hỉ Nhu cũng nghĩ ra được nhưng hiến kế cho gấu đen trong lúc gã đang rồi thì có thể khiến gà tin tưởng anh như người nhà và sau này sẽ dễ moi móc thông tin hơn. Đang suy nghĩ, cha quẻ bỗng kêu lên, aha tiếng kêu ấy vừa vang vừa quái dị như một điệu hát làm viêm thác giật nảy mình. Gấu đen thì mắng, mẹ kiếp, lại nữa. Vừa nói gà vừa cầm chiếc khăn lông ngắn mới ném lên bàn ra chỗ cha quẻ cha quẻ đang tự chế tạo nhạc đệm cho mình, thùng thình thùng thình. Có dao có cho đến đất xanh. Gấu đèn túm tóc, nhét chiếc khăn vào miệng lão. Cha quê lắc đầu nguầy nguậy, tay quỷ vung roi sáng lấp lánh, thùng thình thùng thình. Ưm, ưm, trò dại, đi đầu, ưm, ưm, dao điên mùi, ưm. Cuối cùng miệng lão cũng bị bịt lại. Viêm thác giả vờ như mình thấy buồn cười, hát cái quái gì vậy? Gấu đen trả lời như không có việc gì ôi rào, lão ở nông thôn, ai biết đó là dân ca vùng nào. Tàn ca, kiểu á tới nhà ông họ thăm tôn chu. Vừa mở cửa đã ngửi ngay được một mùi hôi nhưng cô chỉ cho răng nhà bỏ không lâu ngày mùi trong cống thoát nước sộc lên, mùi nồng cả lên mà anh vẫn chịu được. Không biết đường mở cửa sổ ra à? Tiếp đó cô sân tay áo lên, mở phăng mọi cánh cửa sổ ra. Tôn Chu ủy oài nằm trên sofa xem tivi, mỡ rồi lại phải đóng, phiền phức. Thế anh đừng ăn cơm nữa, ăn xong lại phải thải, không ăn khói thải luôn. Kiểu ám mở tủ lạnh, hôm nay anh ăn gì rồi? Sau khi đưa Tôn Chu đến nhà ông họ, cô đã mua một lỗ đồ ăn đông lạnh tích ở tù. Sủi cảo, mặt trời mọc đằng tây à, bánh mì bánh ngọt có thể ăn ngay thì không động mà lại đi nấu sủi cào khói cần nói cũng biết bát đũa xong nồi vẫn để trong bếp chờ cô dừa. Tiểu bước vội vào bếp. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây thật rồi. Mặt bàn sạch bong, bát đùa sắp xếp ngay ngắn. Bình thường tôn chu lười như chó, chẳng lẽ bị đa cấp lửa nên đối tỉnh luôn. Kiểu án thắc mắc một lúc lâu rồi bỗng nhận thấy chiếc thùng rác dưới chân có gì là lạ. Cô ngồi xổm xuống xem, đó là vỏ sủi cao bị vứt đi, lớp vỏ vẫn còn sống, sau khi giã đông thì nát bét trên đống rác trong thùng. Gì đây, ăn nhân không ăn vỏ, thế thì cũng phải nấu chín rồi bỏ vỏ cho tiện chứ. Làm gì có ai bóc vỏ sủi cáo đông lạnh đâu. Ra khói bếp, vốn dĩ kiểu á định hỏi tôn chu về chuyện này nhưng vừa vào phòng khách, thấy anh ta vẫn nguyên tư thể như lúc cô mới đến thì nổi sùng lên. Cô xài bước qua chân giữa tôn chu và tivi, này. Không còn tivi nữa, tôn chu mới chịu ngần đâu nhìn cô, Sao? Kiểu ở tức mà không làm gì được, anh nói xem rốt cuộc anh định thế nào. Mất việc ở công ty du lịch vì vứt khách giữa đường và chơi trò mất tích. Còn mất tích liến một tháng trời, ban đầu thì bảo đi làm ăn với bạn, sau này bảo bọn đa cấp chữa bệnh cho mình. Được rồi, mấy cái này em không quan tâm vì đăng nào cũng qua rồi. Nhưng giờ anh về thì phải sống cho nghiêm túc vào chứ. Suốt ngày năm lì trên sofa là cái kiểu gì? Anh nhiều tiên làm hả? Anh mua nhà chưa? Định kết hôn với hai bàn tay trắng. Chuông điện thoại vang lên, cãi nhau cũng không cho nữa. Kiểu Á cầm điện thoại lên xem, thấy là số lạ cô hay mua hàng online nên đa số cuộc gọi tới đều là của người bán. Cô vừa đi sang bên vừa nhận điện thoại trong cơn tức. Alo. Đầu dây bên kia là giọng nói rất đỗi dịu dàng của một người phụ nữ, là cô Kiều Á phải không à? Tôn Chu có ở cạnh cô không? Ai vậy? Kiểu á còn chưa kịp đáp lại, giọng nói kia đã dẫn đường tiếp. Nếu anh ta có ở thì cô phải bình tĩnh, đừng hốt hoảng, đừng để anh ta nhận thấy mình lạ thường để tránh anh ta tấn công, làm cô bị thương. Kiểu á ngơ ngác, hả? Cô nhìn về phía tôn chu, anh ta đã lại xem tivi tiếp rồi, gương mặt vô cầm lập lòe theo ánh đèn tivi. Cô Kiều, cô không cần phải sợ. Tôn Chu mắc một căn bệnh nghiêm trọng mà đường nét gương mặt thay đổi chỉ là một trong số những triệu chứng bệnh. Kiểu ạc không dám nhìn Tôn Chu, sợ ảnh mắt sẽ bán đứng mình, đúng thế. Cô cũng cảm thấy mặt mũi Tôn Chu từ đợt trở về xấu hơn hẳn. Anh ta mắc chứng hoang tường nặng, dù chúng tôi đã nhiều lần ngăn cản nhưng anh ta vẫn cử ý lại thịt tươi và móng. Mười mấy chiếc võ sủi cào mềm hoạt trong thùng rác hiện lên trước mắt kiểu á, chẳng lẽ Tôn Chu? ăn nhân thịt sống. Nếu cô không tin thì có thể thử, trong nhà có thịt tươi chứ, nhớ đừng quan sát ngay trước mặt vì anh ta sẽ không để cô phát hiện đâu. Cô thử đi, tạm thời đứng gác máy. Kiểu ấy đồng ý, tuy nói còn bán tin bản nghỉ nhưng cô vẫn cố gắng bỏ điện thoại xuống một cách tự nhiên nhát, phiến chết đi được. Đổi hàng cũng lằng nhằng, không chịu làm tuẹt đi cho người ta. Tôn Chu âm ừ, anh ta cảm thấy đầu nặng trĩu lực chú ý suy giảm tới độ lúc xem phim vừa hiểu ý nghĩa của câu thoại thứ nhất người ta đã nói đến câu thứ tư thứ năm rồi kiểu áo mở tủ lạnh lục lọi một hồi rồi xé một gói bò thái miếng ra người sao mùi lạ thế nhỉ hay là hỏng rồi nói xong cô đưa cho tôn chu đúng không nếu vậy em phải đi khiếu nại tôn chu không nhận lần em quan tâm nó làm gì kiểu á đọc túi thịt xuống bàn anh là ông lớn không cần làm gì cả đúng không người tùy thịt cũng chết à. Cô vẫn giận dỗi, bỏ vào phòng ngủ như mọi ngày nhưng điểm khác biệt là lần này cô giả vờ. Tầm nửa phút sau, Kiều Á cẩn thận mở hé cánh cửa phòng ngủ. Cô trông thấy Tôn Chu đã không xem tivi nữa mà cứ nhìn chăm chăm túi thịt nọ, có mấy lần còn ngỏ về phía phòng ngủ. Kiều Á sơ tay ấn chặt ngực, tim đập mạnh quá, phải ẩn xuống như vậy mới thoải mái hơn. Tay Tôn Chu duỗi dân về miệng túi, mọc lấy một miếng thịt còn tỏa xương trắng sau đó anh ta nhét vội vào miệng như chết đói kiểu á cảm thấy mình sắp ngất xỉu đi cô đóng cửa lại nhẹ nhàng khóa trái rồi run dày đặt điện thoại lên tai giọng cô nhẹ đến mức gần như không thể nghe được alo trong lúc này giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kia là sự an ủi lớn nhất đối với cô cô kiểu cô nhất định phải bình tĩnh căn bệnh này có tính lây truyền nhất định chân kiều á mềm nhũn mấy hôm nay cô có quan hệ tình dục với anh ta không kiểu á lắc đầu lia lịa trong giọng nói đặc sệt giọng mũi không không có nhưng có kiss. hôn cùng là trao đổi nước bọt dối một cơn buồn nôn ập tới trong cô cô có bị anh ta cào hay gây thương tích gì không Kiều á cảm thấy may mắn không không có vậy có lẽ không quá nghiêm trọng đâu bây giờ anh ta không nghi ngờ cô chứ Cô gửi định vị cho chúng tôi rồi cố gắng rời khói đó với trạng thái bình thường nhất có thể. Có kiểu, nếu trong quá trình rời khói cô bị anh ta tấn công thì đừng phản kháng. Cứ nghe theo anh ta để bảo vệ chính mình. Sau khi tới chúng tôi sẽ nghĩ cách sau. Trong phòng ngủ có cửa sổ nhưng đã được lắp song sắt chống trộm nên chẳng thể rời khói từ lối cửa sổ được. Vừa nghĩ tới chuyện phải mở cánh cửa phòng ngủ, đi qua bên tôn chu là kiểu á sợ phát khóc. Tôi có thể ở trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại không? Tôn Chu ở, ở phòng khách. Người phụ nữ kia chỉ hơi trầm ngâm, cùng được. Tốt nhất là cô nên tìm thứ gì đó chặn cửa lại. Dẫu biết đối phương không trông thấy nhưng kiểu Á vẫn cứ gật đầu lia lia. Cô từng xem phim kinh dị The Shining, trong đó hình ảnh nam chính nổi điên bố thùng cửa và chui đầu qua lỗ hồng khiến cô nhớ mãi. Cúp điện thoại, cô run rẩy gửi vị trí hiện tại của mình qua rồi hít thở thật sâu đấy chiếc bàn trang điểm ra chắn trước cửa. Tôn Chu không vào tìm cô mà vẫn cứ ngói đó xem tivi. Chẳng rõ đang chiếu tiết mục gì mà nghe rất sôi động. Kiểu áo ôm chiếc đèn bàn, ngồi dựa lưng vào bàn trang điểm trong trạng thái lúc sợ run người, lúc lại lo âu đến không thở nổi. Người phụ nữ kia bảo không quá nghiêm trọng nhưng thật sự không nghiêm trọng ư. Căng thẳng qua độ khiến con người ta tỉnh táo lạ thường rồi cũng làm đầu óc mệt mỏi thời gian trôi qua từng tích tắc, kiểu Á Thiếp đi trong nỗi sợ hãi từ lúc nào không hay. Lúc nửa đêm cô bị đánh thức bởi tiếng va đập ngoài phòng khách nhưng chỉ một lát sau tiếng động ấy đã tắt. Có tiếng bước chân lại gần, dừng trước cửa phòng ngủ. Sau đó là một tiếng gõ cửa khẽ khàng, có kiểu, cô vẫn ổn chứ? Là người phụ nữ kia, kiểu thở phào như chút được gánh nặng, đầu lưỡi cô vẫn còn run, ổn, vẫn ổn. Cô bám vào chân bàn đứng dậy rồi lại đấy bàn trang điểm ra. Cửa mở, bên ngoài là một người phụ nữ đeo khẩu trang, mặc đồ phòng hộ chỉ để lộ mỗi đôi mắt dịu dàng. Đuôi mắt cô ta hơi xếch lên tạo cảm giác thân thiện, dễ gần. Ngoài phòng khách còn có ba bóng người cũng mặc đó phòng hộ. Kiểu muốn bật khóc, người ta mặc đồ phòng hộ kín đáo còn cô thì sao? Có khác gì ở trần luôn không? Người phụ nữ kia giơ thẻ ra, nhưng thực tế là lướt qua thôi, nên Kiều Á chỉ loáng thoáng thấy được dòng chữ bệnh viện XX và dấu mộc đỏ vô cùng nổi bật. Cô Kiều, tôi đề nghị cô nên đi xét nghiệm máu. Bệnh này chủ yếu lây truyền qua máu, chỉ cần số lượng tế bào máu không có vấn đề gì rõ rệt, thì nghĩa là cô không sao. Máu, vậy chắc là không sao rồi. Kiều Á yên tâm gật đầu. Những vấn đề khác chúng tôi sẽ liên hệ với người thân của Tôn Chu và ký hợp đồng bảo mật nên tôi không nói với cô nữa. Kiểu tiếp tục gật đầu như cây máy, đợi những người khác đi cả rồi người phụ nữ kia cũng quay đi. Kiểu á hỏi với theo, ừm, um, Tôn Chu, có thể chữa khói không? Người phụ nữ kia đáp, chúng tôi sẽ cố gắng nhưng có một việc tôi phải nhắc nhở cô. Dù có chữa khói thì trong người anh ta vẫn còn mầm bệnh hơn nữa người bệnh sẽ mất khả năng sinh đẻ và có nguy cơ bị tê liệt. Vốn dĩ kiểu á định đi tiễn cô ta nhưng vừa nghe thế chân cô đã bám chặt mặt đất, chẳng thể nhúc nhích. Cô nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa của người phụ nữ, cùng nghe được tiếng xe xa dần. Sau đó căn nhà vắng lặng hẳn đi, lặng đến phát lạnh, cái lạnh lại khiến ngực cô trống vắng. Lúc này cô nên buồn bã, đau đớn chứ nhỉ. Nhưng cô lại chẳng có cảm giác ấy mà bỗng dưng hiểu được ý nghĩa của câu vợ chồng là chim cùng rừng, tai họa ập tới tự tìm chỗ bay. Huống chỉ cô và Tôn Chu còn chưa phải vợ chồng. Cô không thể gả cho người mang mầm bệnh cả đời được. Bố mẹ cô giật rồi, viêm gan B cũng không được. Huống chỉ anh ta còn vô sinh. Và cả tê liệt nữa, chẳng lẽ những tháng ngày tươi đẹp nhất của cô lại dành để chăm sóc một người bệnh tê liệt ư? có gì cô phải chịu cái tội ấy. Cứ, cắt đứt từ sớm đi, nghe thì bạc bẽo nhưng còn đỡ hơn sau này phải vất vả. Trên hàng ghế sau của chiếc xe địa hình rộng rãi, tước trà kéo mũ trùm đầu xuống, thở dài thường thượt rồi cắt luôn bộ đồ phòng hộ trên người. Đầu to ngồi trên ghẽ lái phụ ngoảnh lại nhìn cô ta, thuận lợi cả chứ. Tước trà chia thẻ nhân viên giả kia ra, thuận lợi vô cùng. Trẻ măng không có kinh nghiệm, nói gì trả tỉn. Sơn Cường ngồi bên cười, xem chị nói kia. Chị cũng từng có thời trẻ măng, lỡ lòng nào đi lừa con gái nhà người ta. Phụ nữ có gì phải làm khổ nhau? Trong xe đầy ấp tiếng cười, còn trong cốc xe, Tôn Chu vùng vẫy như một con cả dây chết. Tước trà cùng cười theo, cười một lúc, cô ta quay sang nhìn đôi mắt đầy tâm sự của mình trên cửa kính. Đúng là nghiệp trường mà, tước trà nghĩ. Nhưng rồi cô ta lại cảm thấy tách Tôn Chu ra khói kiêu á là đúng. Về Tôn Chu, có thể cô ta là kẻ xấu nhưng với kiểu á. Làm vậy hẳn là đúng nhỉ? chương 34, thị trấn An Tháp Nắm ở phía tây tỉnh Chiết Giang. Mấy năm nay tuy bên trên đã đề xướng cùng nhau làm giàu nhưng một tỉnh giàu có đến đâu cũng luôn có vài ba huyện yếu kém. An Tháp là một trong số ấy. Nói vậy không có nghĩa là nó nghèo khó lạc hậu mà do xã hội ngoài kia phát triển nhanh quả nên mới càng đánh bật sự kém cạnh của nó. Xe buýt vừa tới trạm đã bị tài xế taxi đợi sẵn ở đó bu lại. Tháp đông, tháp đông, 50 tệ một người. Có ai đi tháp bắc không? Còn thiêu một người thôi, lên xe là đi luôn, không phải đợi. Tính cước theo đồng hồ. Ngồi trên xe nghe những câu nói sệt giọng địa phương ấy, dù xa quê đã lâu không còn nói được nữa nhưng nhiếp cửu la vẫn hiểu được. Mãi tới khi khách trên xe và tài xế taxi đi gần hết, cô mới xuống xe. Bến xe rất nhỏ, chỉ náo nhiệt mỗi khi xe cập bến. Này sự ồn ào tan đi xung quanh khá quạnh quẽ, ánh mặt trời ngả về tây cũng nhạt dân, sắc trời tôi lại. Nhiếp cửu la kéo vali hành lý đi ra cổng bến xe. Nhiếp đông dương cầm cuốn tạp chỉ trong tay, giang mỏ đông mỏ tây ở cửa ra. Xa cách 17, 18 năm ông ta chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có mái tóc hoa dâm và làn da nhèo xuống. Thấy nhếp cửu la đi ra khói cổng, nhếp đông dương sừng sốt rồi vội vàng cúi xuống so sánh với bức ảnh trên cuốn tạp chí trong tay. Sau đó ông ta vẫy gọi cô trong niềm hân hoan, tịch tịch, tịch tịch, nhếp cửu la đi tới, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm tiêu chuẩn như đi phỏng vấn, bác cả nhiếp đông dương cười bác thấy mọi người đi hết còn tưởng cháu không về chuyên này cơ nhiếp cửu la cũng cười chìa cho nhiếp đông dương xem đôi bút ngắn gót nhọn của mình cao gót không đi nhanh được Nhếp đông dương khen chà cháu lên cả tạp chí luôn rồi giỏi thật đấy nào lên xe đã nhiếp đông dương lái một chiếc von vô mới tỉnh tới đón cô ngói vào hàng ghế sau nhiếp cửu la tiện tay trách giá trên mạng loại xe này có giá tầm 300.000-300.000, ưm, ừ, mang nữa căn nhà của gia đình cô đi mua xe. Xe chạy, nhiếp Đông Dương bắt đầu hỏi chuyện nhà, lâu lắm rồi cháu không về quê, bác chẳng nhận ra nữa. Lúc vân vân cho bác xem tạp chí bác còn không giảm nhận. Mà sao cháu lại đổi tên thế? Nhiếp Vân là con gái của nhiếp Đông Dương, chị họ cô. Hai người kém nhau chưa đến một tuổi. Nhiếp cửu la đáp, nghệ danh thôi. Nhiếp Đông Dương cảm khải, thì ra là nghệ danh, nghệ thuật gia hay ghê, có cả hai tên nữa. À đúng rồi, hóa đơn. Vừa nói ông ta vừa đưa cho cô một tờ giấy kín chủ. Đó là khoản mục mua sắm của tiệc sinh nhật, tổng cộng hết 26.000, bao gồm cả tiến vàng, đồ lễ, cá tươi để thờ và tiến loa đài, sân dạp. Nhếp cửu la xem qua một lượt, bác vất vả rồi, cháu chuyển khoản cho bác nhé. Nhếp đông dương nói, ôi rào vội gì rồi móc ngay điện thoại gia định đưa cô quét mã thanh toán ai ngờ nhếp cửu la lại đồng ý với chuyện không vội thật và mở luôn cửa kính ra ngắm đường phố nhiếp đông dương đành phải bỏ điện thoại xuống lát sau ông ta nhắc tới hành trình mấy ngày sau đó của cô tịch tịch mai bận rộn bác còn phải về lo chuyện nên hôm nay không chiêu đãi cháu nữa sáng mai cháu nhớ dậy sớm bây rưỡi bác sẽ tới khách sạn đón cháu đến nơi cúng cũng chỉ bận ban ngày thôi tối rảnh hơn bác sẽ bảo bác gái châu tìm nhà hàng nào ngon để cả nhà chúng ta sum họp ăn bữa cơm rồi trò chuyện nhiếp cửu la nói đừng đi nhà hàng tốn tiền lắm với cả cháu muốn ăn đồ bác gái nấu hơn bác cứ làm một mâm đơn giản ở nhà là được rồi nhiếp đông dương cũng cảm thấy như vậy tiết kiệm hơn nhưng vẫn khách sáo ăn ở nhà không được sang trọng như ở nhà hàng trông còn ra gì nữa nhiếp cửu la bật cười toàn người nhà cả, sang trọng gì chứ? Khách sạn nằm ở trung tâm thị trấn, xung quanh có không ít nhà hàng. Nhếp cửu la chọn bữa một nhà để giải quyết bữa tối. Vốn dĩ cô định về khách sạn nghỉ ngơi nhưng đi đến sảnh lại đổi ý. Cô muốn về con phố trước cửa căn nhà cũ xem mấy cái cây được phun thuốc trừ sâu kia còn đó không. Cũng muốn về lại nơi ngửa đầu là có thể trông thấy tòa nhà mà bố cô đứng trong những giây phút cuối cùng. Nhưng nghĩ thì dễ, làm chẳng ra sao, dù sao cũng đã gần 20 năm, An Tháp có kém cũng đã thay đổi hoàn toàn rất nhiều con phố lâu đời nay đã dài hơn, rộng hơn. Rất nhiều nơi trước kia không phải phố xá này cũng thành đường đi. Rất nhiều kiến trúc tiêu biểu như trường học, bệnh viện đều đã đổi chỗ. Cô chẳng nhận ra được gì nữa. Gió đêm nhiều lần hất tung vạt áo khoác, cô ôm lấy cánh tay, khè giống mình, quê hương không chỉ đơn giản là vị trí địa lý nó còn là một vùng một thời đại riêng biệt kết hợp cùng ký ức của mỗi con người tăng giảm bất cứ thứ nào nó cũng không còn vẹn nguyên hương vị ban đầu nữa mảnh đất người xa quê nhiều năm trở về không phải quê hương mà chỉ nơi sinh sống của người khác thôi cho nên đừng làm mấy chuyện màu mè như hoài niệm ngày xưa không còn ngày xưa đâu mà nhỏ cô mở chỉ đường trên điện thoại tìm một con đường ngắn nhất để về khách sạn mới đi được một đoạn ngắn Giác quan thứ sáu bông cảnh báo cho cô. Có người đang nhìn hoặc phải nói là đi theo cô. Nhấp cửu la sợ mình đa nghi, còn có ý đi thêm một đoạn để kiểm chứng. Có người bám đuôi thật nhưng trình độ theo dõi nằm ở mức gà mờ. Có mấy lần cô đã giả vờ trải vuốt trước cửa kính của cửa hàng bên đường để quan sát bộ dạng người đó. Đó là một ông già gây gỏ chứng năm, chục tuổi trông rất lịch sự, hiền lành. Ông ta mặc chiếc áo khoác mông giặt nhiều nên trắng phở, đi đôi giày thể thao đã nứt ở bên sườn. Cơ thể ông ta không quá linh hoạt vì thỉnh thoảng lại bị trượt chân. Má ơi, sao dạo này cô toàn gặp được mấy người đâu đâu vậy? Nếu là ngày thường cô chỉ đoán ông già này là một kẻ biến thái thích theo dõi người khác thôi nhưng trong thời điểm nhạy cảm này cô luôn nghĩ sang hưởng ông ta là đồng bọn của viêm thác. Cô tiếp tục xài bước trên đôi bút cao gót tiếng gót giày gò cộc cộc trên đất nghe thật hào hùng. Đi tầm 10 bước, cô chợt dừng lại sau đó đi thẳng tới chỗ ông ta. Bước chân của ông ta không bằng cô, lúc theo đuôi gân như phải chạy chậm nên khi thấy cô quay lại, ông ta hoảng hốt ngồi sụp xuống thất dây dày nhưng dây dầu không tuột để mà thất lại mò mẫm trên mặt đất như tim đồ. Thế là ông ta vừa mò được vài giây, một đôi bút nhung mũi vuông đã xuất hiện ở trước mặt ông ta đành phải ngừng đầu rồi lúng túng đứng dậy nhấp cửu la hỏi ông đi theo tôi làm gì ánh mắt và giọng nói đều đầy vẻ hung hăng ông già kia cô chân tĩnh đâu đâu có đã có vài ba người đi đường ngoái lại hiển nhiên ông ta không quen bị người ta nhìn ngó gương mặt giả nua đỏ bừng lên không dám nhìn nhấp cửu la nữa nhấp cửu la nói tiếp tôi thấy cả rồi ông đi theo tôi từ cửa hàng thực phẩm đệ nhất đến nay Tổng cộng là hai con đường. Hiển nhiên ông ta không giỏi nói dối và đối mặt với sự tra hỏi nên đã thua ngay trận đấu. Tôi nhận nhầm người. Tôi thấy cô đẹp như một người quen của tôi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Giọng ông ta run lên, một người ngần ấy tuổi lại hoảng sợ, chỉ thiếu điều bật khóc như học sinh tiểu học gian lận trong kỳ thi bị bắt tại trận, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ông ta giơ tay qua đầu như muốn xin cô tha lỗi rồi lại đổi thành che mặt và liên tục lùi lại sau, chạy vội đi như thấy xấu hổ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nếu đây dùng là một tên biển thải mặt dày thì nhấp cửu la cũng chỉ quát hai ba câu thôi nhưng trông ông ta không hề giống, diễn cũng giả nữa. Mang theo nỗi nghi hoặc, cô định đuổi theo. Ông giả kia vốn đã luống cuống, nghe được tiếng giày theo sát sau lưng và quay lại thấy cô đi theo thì càng hoàng hơn. Cuối cùng ông ta hốt hoảng chạy thẳng cổ nhếp cửu la bỗng thấy buồn cười tự dưng lại làm cô như kẻ lưu manh bám đuôi ông cụ hiến lành ông già kia chạy vào cổng khu tập thể bên trong là những tòa nhà nằm san sát nhếp cửu la dừng bước ngay lúc cô định kết thúc việc này ở đây thì bỗng nghe tiếng của bảo vệ anh chiêm về rồi à ấy anh chạy làm gì thế không phải khoe chứ tài ăn nói của nhếp cửu la hơi bị đình huống chỉ đây còn là một ông chủ bảo vệ vốn đang buồn chán Nhìn thấy chó cũng muốn bắt chuyện. Thế là chưa đầy 10 phút sau, cô đã hỏi thăm được đầy đủ thông tin của anh chim kia. Ông ta tên là Chiêm Kính, một ông già độc thân. Nghe nói ông ta từng làm giáo viên trung học nhưng sau này bị đuổi cổ vì tác phong sinh hoạt. Kể từ đó công việc của ông ta rất bấp bênh, làm chỗ này nửa năm chỗ kia 6 tháng. Mới đây ông ta làm thuê cho một cửa hàng mát xa chân, đêm nào cũng về vào giờ này hơn 10 năm trước có người tốt bụng làm mới cho ông ta. Nhà gái cũng nhiệt tình mua thức ăn, nấu cơm, giặt rũ cho ông ta tấm một tháng. Thấy ông ta không ý kiến gì thì tức tối kể với mọi người là ông ta đùa giỡn mình, đòi kiện ông ta. Chuyện này ẩm ý suốt một thời gian rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng từ đó về sau chiêm kinh tránh phái nữ như tránh cọp, sợ bị người ta năm chui chỉ trò. Được rồi, nghe có vẻ chỉ là một ông già đáng thương. Không giống người có thể làm đồng bọn với viêm thác. Nhếp cửu la sở mặt, có thể là mình giống người quen của ông ta thật. Với câu chuyện này chỉ là một dòng chữ trên tờ giấy gấp sao. Sau khi được bỏ vào lọ nó cũng thành quá khứ. Như nhếp đông dương nói, hôm sau bận rộn suốt cả ngày. Từ sáng sớm nhếp cửu la đã không được yên thân mà phải là một con dối. Người ta bảo đốt pháo thì đốt, bảo dập đầu thì dập chỉ lúc bảo khóc là cô không khóc được, nhưng cũng may cô đã chuẩn bị sẵn lò thuốc nhỏ mắt trong tay. Lúc cúi đầu cô bóp mạnh thuốc vào mắt để đến khi ngừng đầu lên là có ngay nước mắt giàn rùa, hiệu quả rất tốt. Sinh nhật lần thứ 19 sau khi qua đời của nhiếp Tây Hoàng xem như đã kết thúc mỹ mãn. Tất nhiên công việc còn chưa hết, sau tiệc sinh nhật là tiệc sum vầy. Nhiếp Đông Dương đã chuyển sang nhà mới từ lâu một căn chung cư trong khu chung cư hạng sang với ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh. Nhếp cửu la chưa tới đây bao giờ nên lúc mới vào nhà cô rất phấn khởi. Bác cả, cháu đi tham quan nhà một lát nhé. Nhếp đông dương cũng có lòng khoe khoang. Ôi, cháu khách sáo làm gì? Cứ xem gì. Nghe tiếng, bác gái trong bếp nói vọng ra là tịch tịch à. Tịch tịch đến rồi à. Mỗi nơi có một phong tục khác nhau. Ở đây những người không có quan hệ trực tiếp như chị em dâu, cháu chất thì không cần tham dự tiệc sinh nhật của người quá cố. Thế là nhức cửu la vào xem bếp trước, nhân tiện chào hỏi mọi người ở trong, cháu chào bác, chị Vân đang bận à. Trong bếp đây hơi nóng, món gà hầm niêu đất trên bếp đã sôi sụp, đang tỏa hương ra ngoài. Bác gái với dáng vóc gấp đôi khi trước và gương mặt hồng hào đang vừa đảo đồ ăn vừa cho muối, tịch tịch, bác đang bận rỡ cháu ra phòng khách ngồi chơi trước đi. Lát nữa là dọn cơm ăn rồi. Nhiếp Vân đang rửa rau ở bên đã cao mồng nhưng càng cao lại càng có vẻ gầy gò và còng lưng. Cô ấy cười khách sáo với Nhiếp Cửu La, trong nụ cười mang theo vẻ tự ti. Nhiếp Cửu La ra khói phòng bếp mà vẫn nghe được những tiếng của trách sen lẫn tiếng xào nấu của bác gái, sao mày nhát vậy? Không có tỷ tự tin nào cả, người không biết còn tưởng mày mới là đưa mồ côi. Nhiếp Cửu La cười. Những lời này cô tự coi là lời khen ngợi. Tham quan nhà một vòng, cô đã nắm được sơ sơ, nhà cửa tuy rộng nhưng không lắp camera. Hai bác là kiểu người cổ hù nên đó dùng trong nhà đều là đồ gỗ. Bàn trang điểm, tủ quần áo đều khóa lại. E rằng nhà có bao nhiêu đó quý giá đều bỏ cả ở trong đó. Còn phải một lúc nữa mới ăn cơm, nhếp đông dương kéo nhếp cửu la ra phòng khách xem tivi. Chương trình thách đấu người dân của đài truyền hình địa phương với những người dân bình thường tham dự đã khiến Nhiếp Đông Dương cười ha ha trước vẻ đa dạng của những người khiêu chiến thất bại. Nhiếp Cửu La: "Bác, cháu đi rửa tay." Nhiếp Đông Dương đáp lại nhưng ánh mắt thì chẳng rời khói màn hình TV. Nhà vệ sinh kế bên phòng ngủ chính, Nhiếp Cửu La đi tới cửa, cô ý đóng cửa thật kêu rồi lách vào phòng ngủ tiếp đó cô đeo một đôi găng tay tơ tằm vào và vuốt tháo viên mọc chai ở đầu chiếc vòng tay xuống cổng tay cô còn tháo được thì cái khóa tủ này quá ư đơn giản cô mỡ và kiểm tra từng măn tủ một trong lúc đó có một tình huống khá nguy hiểm bác gái định đi vệ sinh thấy cửa đóng thì hỏi có người à nhếp cửu la vội vàng năm sắp xuống bên giường đúng lúc đó nhếp đông dương trả lời tịch tịch ở trong đó bà đợi một lát hoặc sang phòng nhỏ Thế là bác gái lại lẽ đẹp về bếp. Nhấp cửu la thở phào, bò dậy, tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi. Cô tìm được thứ mình muốn tìm ở trong ngăn kéo thứ ba của tủ quần áo. Vòng cổ vàng trắng có mặt đá phỉ thúy của bùi kha. Cô nhìn nó một lát rồi bỏ vào trong túi, còn nhét sợi dây truyền giả mình mang theo vào tủ, khóa lại. Bữa tiệc gia đình này có thể nói là cả khách và chủ đều hài lòng. Mọi câu chuyện đều là chuyện thường ngày. Bác gái hỏi cô nặn tưởng có kiếm được nhiều tiền không? Nhấp vân xấu hổ sửa lại lời mẹ mình, phải nói là điều khắc mới đúng. Nhấp cửu la cười, cũng tương tự như nặn tượng thôi, tiến thì. Lúc nhiều lúc ít, tầm mấy trăm nghìn. Bác gái suýt xoa, mấy trăm nghìn cơ à? Rồi quay sang trách con gái, mày nhìn mây xem, lương trả bằng nói số lẻ của người ta. Nhếp vân càng củi đầu thấp hơn qua ba tuần rượu, nhiếp cửu la đặt đùa xuống, bác cả, lần này cháu về là có chuyện muốn nói với bác. nhiếp đông dương ngơ ngác, ha. Bác gái nghe vậy, đá cho nhếp đông dương một phát, bà ta đã nhắc nhiếp đông dương rồi. Làm tiệc sinh nhật thì cử làm nhưng đừng có gọi nhiếp cửu la về. Bây giờ cô lớn rồi, cũng có tiến, biết suy nghĩ, nhờ cô đòi lại tài sản của bố mẹ mình thì phải làm sao? nhiếp cửu la nói, năm đó bố mẹ cháu gặp chuyện nhà cửa đồ đạc trong nhà đều do hai bác quản lý hai bác có nhờ chiếc vòng cổ vàng trắng có mặt đá phỉ thúy của mẹ cháu không bởi vì đó là món đồ mẹ cháu thường mang theo người có ý nghĩa kỷ niệm nên hai bác có thể cho cháu mang nó về không nhiếp vân có ấn tượng với chiếc vòng vừa mới a à và định nói gì đó thì đã bị mẹ đá cho một phát bác gài trả lời nhiếp cửu la tịch tịch cháu có nhớ nhầm không Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 35. Bà ta nói rất có trước sau, sau khi bố cháu gặp chuyện, hai bác bận đón cháu tới ở cùng vân vân, xử lý tang sự. Xong hết mới đi xử lý đồ đạc trong nhà cháu. Thời đó chị An không tốt, hai bác đến là thấy khóa cửa bị cậy, cả phòng lộn tùng phèo hết cả. Nhiếp Vân cúi đầu và cơm, nhấp đông dương lúng túng dịch mông. Bác gái vẫn hùng hồn có thể cháu nghĩ là tiến bạc nhà châu bác cả cháu cầm hết, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ nói riêng căn nhà của nhà cháu năm ấy thôi, giả nhà hồi đó có đảng bao nhiêu đâu, bản được hơn trăm nghìn, còn chẳng bằng số tiến cháu kiếm được trong một, hai tháng. Hay ghê, so tiền năm đó với giá cả ngày nay. Trừ tiến tổ chức lễ tang đi thì còn dư mấy đâu. Sau này cháu cũng ở nhà bác một năm mà, ăn mặc cũng cần tiến chứ với lại mộ của bố cháu cũng phải bỏ tiến ra sữa tính ra nhà bác còn phải chi thêm vào ấy đều là người nhà vốn dĩ bác không nên nói chuyện này với cháu nhưng bác sợ cháu hiểu lầm hay bác nên phải nói cho rõ tránh trường hợp cháu mất lòng nhấp cửu la nói là vậy ạ à? rồi cô bật cười thế thì thôi cháu cũng chỉ nói vậy thôi tiệc gia đình kết thúc Nhếp Cửu La từ chối lời đề nghị chở cô về khách sạn của Nhếp Đông Dương với lý do đã lâu không về quê, muốn đi dạo xung quanh. Ra khỏi khu trung cư hạng sang của nhà bác cả, Nhếp Cửu La bước lên lỗi đi bộ tấp nập người qua. Những bước chân của cô ngày càng nhanh hơn, tiếng gót giày gỗ trên mặt đất nghe như nhịp trống thắng trận. Cô đeo sợi dây chuyền phỉ thúy kia lên cổ như đang tự cho mình ngồi trên môi vua mặt dây chuyền mới đầu xe lạnh đã ẩm lên nhanh chóng khi dán sát vào ngực cô tựa một cái hôn nhẹ nhàng cách biệt không gian đi thêm một quãng cô cảm thấy xung quanh hơi quen mắt nhìn nghiêng ra phía trước mới thấy là công vào của một khu tập thể với những dãy nhà san sát nhớ dối hôm qua cô mới tới đây nên thấy quen là phải ông già chiêm kính bám đuôi cô hai con đường sống ở nơi này lúc này cũng tấm tắm giờ hôm qua Chắc ông ta sắp xong việc ở cửa hàng mát xa chân dối. Nếu lại gặp cô, không biết ông ta có sợ trắng mặt không nhỉ? Cô bước chậm lại với những suy nghĩ tỉnh nghịch, đằng nào hôm nay cô cũng đang vui và không có việc gì cần làm. Quả nhiên chỉ một lát sau, chiêm kính đã sách theo bữa tối đi từ phía góc đường tới với dáng người hơi còng. Trên người ông ta toát lên vẻ dè dặt, né tránh và không quan tâm người đời. nhấp cửu la nói vọng qua con phố, này đúng như dự đoán vừa nhắc thấy cô có lẽ là tưởng cô tìm tới nhà để gây sự nên ông ta sợ tới mức hai chân nhữ cá ra không sao chạy nổi ông ta dựa sát vào tường giơ cao túi đồ ăn lên che mặt xin lỗi cô gái tôi xin lỗi xin lỗi cô tôi thật sự không phải kẻ lưu manh tôi biết sai rồi cô đứng làm lớn chuyện thấy một người đàn ông lại nhát gan đến vậy nhấp cửu la cùng hơi thương tình ông sợ cái gì chứ tôi chỉ đi ngang qua thôi nghe giọng điệu ấy hình như không phải đến gây sự với mình chiêm kinh là kiểu người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng nên chỉ dám lo sợ nhìn nhấp cửu la qua khe hở túi bóng trên mặt cô là nụ cười thương hại có lẽ là không muốn tạo áp lực cho ông ta cô đang lùi lại phía sau ảnh đèn đường chiếu lên gương mặt trẻ trung và mịn màng của cô và bên dưới xương quai xanh tinh tế cũng có vệt sáng xanh đó là ngọc phỉ thúy, một viên phỉ thúy xanh trọn vẹn được chạm trổ thành hình quả hồng, xung quanh là những hạt lạc nhỏ xinh bằng vàng trắng với ngụ ý chuyện tốt sẽ đến. Hồng xì đồng âm với chuyện si còn lạc hoa xem gần giống với xảy ra phe tân thẳng thắn mà nói, có rất người mang ngọc phỉ thúy đi chạm trổ thành hình quả hồng, ngọc phỉ thúy xanh cả viên lại càng ít hơn. Huống chỉ còn có cả hạt lạc ở xung quanh. Chiêm kính ngơ ngác thốt lên, ơ, ơ. Nhấp cửu la đang chuẩn bị đi nghe vậy thì dừng lại. Sao thế? Chiêm kính nuốt nước miếng, không dám duỗi dài tay mà chỉ rụt rè rơi trước ngực, chỉ vào chiếc vòng cổ của cô, viên phỉ thúy của cô. Có phải cô biết một người họ họ Bùi không? Đây đúng là một việc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhấp cửu la binh tỉnh nhìn ông ta một lúc lâu. Người ông nhắc tới là Bùi Kha à? Gần xanh bên Thái Dương, Chiêm kính gổ lên. Cô biết cô ấy ư? Cô là gì của? Đó là mẹ tôi. Chiêm kính nắm chặt chiếc túi bóng trong tay như người vừa bừng tỉnh, Thảo. Thảo nào, tôi đã bảo trông khá giống rồi mà. Không ngờ lại là thật. Thế, cháu là tịch tịch ha. Tịch tịch, chỉ có ở nơi này mới có người gọi cô bằng cái tên ấy. Cô vốn tên là nhiếp tịch. Sau này cảm thấy nên bắt đầu một cuộc sống mới. Cô mời tự đổi tên cho mình. Không đối quả nhiều mà chỉ ghép sinh nhật mình vào tên thôi. Ngày mùng 4 tháng 9, nhấp cửu la cái tên này rất hữu ích với bạn bè vì họ sẽ không bao giờ nhớ nhầm ngày sinh nhật của cô. Hễ nhìn tên là luận ra ngay. Cô hỏi, là ai? Chiêm kính chẳng đáp mà lại hỏi, tịch tịch à, cháu biết. Mẹ cháu ở đâu không? Hỏi vớ hỏi vấn, xem ra ông già này không chỉ có cách sống quái dị mà lối suy nghĩ cũng khác người bình thường luôn. Nhấp cửu la nói, qua đời lâu rồi, chẳng buồn tâm sự chuyện xưa cũ với một người không bình thường cô định bước quay gì. ai ngờ chiêm kính lại vội vàng đuổi theo không phải đâu tịch tịch mẹ cháu bị bố cháu nhốt lại rồi cháu phải cứu mẹ cháu đúng là hoang đường hết sức nhếp cửu la phân cảm và cũng giờ khóc giờ cười sao ông biết nghe câu hỏi của cô chiêm kính sửng sốt một lúc lâu mới trả lời mấy lần tôi nằm mơ thấy cô ấy khóc trong hầm giam có chí tưởng tượng bay xa thế sao không đi viết kịch bản đi. Nhấp cửu la đáp thẳng tuệt, ông là ai? Mẹ tôi có báo mộng cũng phải báo cho tôi chứ không phải ông. Và lại bố tôi đã chết gần 20 năm rồi. chiêm kính như vừa mới ý thức được vấn đề này. Ông ta ngập ngừng mãi mới thốt ra một câu nói khiếp người là bố cháu. Bố cháu giết mẹ cháu. Đúng là mẹ nó. Nếu không vì ông ta lớn tuổi, nhấp cửu la rất muốn cho ông ta ăn tát cô vứt cho ông ta một câu thần kinh rồi quay người bỏ đi chiêm kính vội vàng đuổi theo thật đấy mẹ cháu bảo muốn ly hôn nhưng bố cháu không đồng ý còn bảo dẫn mẹ cháu đi du lịch sau chuyến du lịch ấy thì không bịch ức ta trượt chân ngã quỷ trên mặt đất hộp cơm tròn trong tay lăn ra xa thậm chỉ còn lăn tới cả trước mặt nhiếp cửu la cô thờ ơ nhìn nó khe hất mũi giày đấy hộp cơm lăn ngược lại chiêm kính ngã đau không đứng dậy ngay được thấy cô càng lúc càng cách xa ông ta rất tuyệt vọng thật đấy tiểu kha còn bảo với tôi sẽ về nhanh thôi tôi đi hỏi bố cháu nhưng anh ta lại đánh tôi ông ta càng nói càng thấy đau lòng khi nói xong câu cuối cùng còn nghẹn ngào giơ tay lau nước mắt mà lúc này nhiếp cửu la đã đi mất dạng trở về khách sạn cơn nghẹn trước ngực nhiếp cửu la vẫn cứ lù lù ở đó không phải vì mấy lời nhâm nhí như nhốt lại giết mà chiêm kính nói. Nó chỉ như gió thoảng qua tai thôi vì cô chẳng hề để bụng. Thứ cô để ý là tình cảm đầm thắm đến chết cũng không đổi thay của bố mẹ cô bỗng bị xé rách. Cái tên chiêm kinh đó là cải thả gì chứ? Mặt mũi sâu hoắc, lại còn nhát gan, sao xứng có liên quan đến mẹ cô được? Đúng là bực mình. Cô cầm điện thoại lên định chơi hai ván thành phố thời tận thể để rời đi lực chú ý nhưng vừa mở trong web đã phát hiện app đọc xong là cháy có chấm đỏ biểu thị tin nhắn mới gửi từ bao giờ nhỉ? Mãi lo mấy chuyện vụn vặn, chẳng chú ý tới nó. Nhếp cửu la mở tin nhắn ra xem. Nhếp nhỉ, trước mồng 8, đầu khỉ nam ba. Đây là nhiệm vụ tiếp theo rồi nhưng đầu khỉ nam ba là cái quái gì? Có hai từ nam ba là lại phải đến thiểm nam hả? À? May mà thời gian còn dư dã, mồng tám nghĩa là cô còn gần một tuần nữa. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, nhiếp cửu la nhân lại, gọi điện. Nửa tiếng sau, tường bách xuyên nhân lại, biết cháu muốn hỏi cái gì. Chú gửi video vào mail của cháu rồi, xem xong cháu sẽ hiểu. Mười phút sau chủ gọi qua. Có cả video cơ à, nhiếp cửu la lập tức mở mail lên. Email này được gửi nặc danh nên đã bị hệ thống nhét vào mục thư giác. Cô mô video lên. Video chia làm hai đoạn. Đoạn đầu là ở răng cửa, độ sáng không tốt lắm mà người quay video lại chạy hồng hục, hiển nhiên là đang đuổi theo cái gì đó. Lát sau người bị đuổi theo đã lọt vào ống kính, đó là mã ngố, anh ta khiêng một cây gậy, miệng thì ngâm nga, tôi gồng gánh, anh cưỡi ngựa. Anh gồng gánh, tôi rất ngựa là một câu trong bài hát xin hỏi đường ở nơi đâu trong Tây Du Ký người quay video hỏi to, mã ngổ đây là gậy của cha quẻ mà mày lấy ở đâu đấy mã ngó đáp trên xe ném xuống đó người quay video quát lên mang dây tao xem mã ngố không muốn nhưng vẫn đưa qua sau đó màn hình quay cận cảnh cây gầy đó là một chiếc ba tong làm từ gỗ tần bì đã được sử dụng nhiều năm vì phần lót nách được bọc bởi mảnh da dê cũ và nơi thường xuyên vịn tay bị mài thành trơn bóng đoạn thứ hai là quay ở trong phòng mã mó rẻ giặt ngói khép chân đặt tay ngay ngắn trên đầu gối và đang khai hết mọi thứ xe của bọn xâm lược lái tới tôi đi chặn lại bọn họ mở cửa xe ném cây gậy xuống còn bảo tôi báo cho thôn người quay bảo cho thôn cái gì nói là ngày mùng tám quân nhật muốn nói chuyện với quân bát lộ người quay quát lên mày bớt diễn đi nguyên văn là cái gì không được để sót chữ nào đâu Mã ngố rất không vui, cứ dầm gì mãi mới nói bằng giọng điệu hung hăng, thằng đần. Cầm gậy đi, gặp ai thì bảo mồng tám đến đâu khỉ nam ba đón tên quê. Sau đó anh ta lại diễn chính mình với vẻ mặt ngơ ngác đầu khi gì. Tôn ngộ không à? Cuối cùng còn diễn tả thêm tiếng xe chạy đi vù vù. Cuối cùng anh ta chia tay, ý là hết rồi. Không sót chữ nào cả. Video dừng lại ở đây. Nhấp cửu la bỗng bật cười thảo nào lúc đầu mã ngố hát lời chế của tây du ký hóa ra là lấy ý tưởng từ chữ đầu khi mã ngố cũng được coi là người một nhà bố anh ta mất sớm mẹ anh ta làm lụng vất vả nuôi anh ta lớn nhưng năm bảy tuổi anh ta bị sốt cao mẹ anh ta không để bụng cho uống thuốc cảm hết hạn và đắp chăn dày thế là hết bệnh đầu óc cùng hỏng luôn thấy con trai như vậy mẹ anh ta khóc nức nở rồi chạy mất từ đó mã ngố thành đứa ăn cơm mọi nhà, mà anh ta cũng biết nhận ơn phải báo đáp, nên đã thể rằng sẽ bảo vệ răng cửa, quanh năm suốt tháng đánh đủ trận chiến vì răng cửa. Nhưng anh ta cũng không mốc hẳn nên thỉnh thoảng vẫn có thể truyền tin tức, mà lại còn làm ra hình ra dạng. Ngày hình thâm tới tìm cô có bảo cha què mất tích, xem ra đối phương không moi được gì từ miệng cha quê nên muốn mượn chuyện có con tin trong tay để làm một mẻ vào móng tám, ở đấu khi nam ba Thảo nào lại bảo cô qua chuyện này cần có giao góp mặt Viêm Thác sẽ đến chứ? Nếu gặp ở đó mình có thể đánh anh ta nhỉ? Nhiếp cứu là rất phấn khởi. Thật ra cô không nghiện đánh nhau nhưng gặp người ngang tài ngang sức thì cũng muốn đo xem ai hơn ai. Người ta bảo phân thắng bại trong ba ván, trước mắt đã đánh hai ván rồi. Cô đánh gục Viêm Thác bằng cách đánh bất ngờ và tiêm thuốc mê. Anh cũng đánh bất ngờ và dìm cô trong nước cả hai vận ấy đều không tính là đọ sức đơn thuần huống chỉ lần trước người thua là cô nên tâm lý muốn thẳng lại trong cô càng bùng cháy cô đã nghĩ ra cái kết hoàn hảo cho chiến thắng của mình rồi cô muốn đạp viêm thác ngã xuống đất đạp đến lúc anh ta không còn sức phản kháng rồi chia cải kẹp mà anh ta bảo là quả bom kia ra nói với anh ta tôi cũng không làm khó anh ăn đi ăn xong tôi thả anh đi giọng điệu phải nhẹ nhàng thái độ phải thân thiện, phong độ phải trên một bậc. Quá hoàn hảo luôn, chỉ thiếu mỗi một trận thẳng. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thời gian trôi qua rất nhanh, 10 phút mà chỉ như một cái chớp mắt. Tưởng Bách Xuyên gọi điện thoại tới. Nhiếp cứu la hỏi ông ta, đâu khỉ Nam Ba là chỗ nào? Tưởng Bách Xuyên giải thích sơ qua cho cô, đó là tên người dân vùng núi đặt cho một đỉnh núi thuộc khu vực Tân Ba bởi vì Tần Ba không phải một ngọn núi mà là một dãy núi với nhiều ngọn núi lớn nhỏ trải dài suốt trăm dặm. Cách đặt tên theo khoa học ngày nay qua cứng nhắc, toàn số 1, số 2. Còn cách đặt tên ngày xưa đa dạng và sinh động hơn nhiều, tất cả đều được đặt tên theo hình dạng núi như đầu khi Nam Ba, miệng cả Nam Ba cá sấu, khoe đuôi Nam Ba. Đầu khỉ Nam Ba là một ngọn núi nằm tít bên trong. Xem ra đối phương không lạ gì khu vực Tần Ba. Nhiếp Cửu La nói. Đi thật ạ, à? nơi đó nghe như hồng môn yến vậy. Tưởng Bách Xuyên cưới bất đắc dĩ, còn không bằng hồng môn yến ấy chứ. Đi dự hồng môn yến ít nhất còn có cây ăn, đến đầu khỉ ai biết sẽ có những gì đang đợi sẵn. Nhấp cửu la, vậy mà vẫn đi à? Tưởng Bách Xuyên nói, cha què được xem là người bạn lâu năm, bạn bè gặp nạn sao có thể làm ngơ được. Năm 91 đến đất xanh lần đầu, bọn chú đã uống rượu và thể có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nhếp cửu la không nói gì bởi chuyện này cô từng nghe tường Bách Xuyên kể rồi. Nói tóm lại là số phận của cá nhân và gia tộc gắn liền với vận mệnh quốc gia và thời đại, nên mới có câu quốc thái dân an đỏ. Một trăm năm trước khi giải phóng, quốc gia gặp nạn, dân chúng ăn bữa hôm lo bữa mai. Cơm ăn không đủ no làm gì còn sức mà đến đất xanh. Sau giải phóng thì vừa có chiến dịch xóa bỏ bốn cái cũ là vừa có phong trào vận động nên chuyện tới đất xanh càng chẳng có ai nhắc tới bốn cây cũ là tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ. Tưởng Bách Xuyên sống ở nửa sau của thập niên 60. Nhưng ngày ấy giáo dục không được đề cao, tất nhiên chính ông ta cũng chẳng thiết đi học vì ông ta cảm thấy con nhà thợ săn, ăn cơm bằng núi thi chỉ cần một cái nghề là có thể sống tới già. Không chỉ mình ông ta mà những bạn bè xung quanh cùng nghĩ như vậy. Nhưng có vài nghề có thể tỏa sáng trong thời đại mới, còn có những nghề đã định sẵn sẽ phải rút khói vô đài lịch sử. Năm 1988, Bộ Luật Bảo vệ Động vật Hoang dã của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được thông qua và đến tháng 3 năm 1989 thì chính thức thi hành. Thế là bỗng dưng động vật hoang dã được bảo vệ, tài nguyên quy cả về quốc gia, tự săn bản kiếm tiền là hành động trải pháp luật. Tưởng Bách Xuyên tròn mắt, đám bạn bè chỉ biết mỗi săn bắn, cho rằng đi học chẳng để làm gì xung quanh ông ta cũng tròn mắt. Cha quẻ cẩn than, bố mẹ chị Hoa vốn đã chê công việc của ông ta không mát mặt, nay đến cái nghề không ra gì cũng chẳng còn. Có người đề nghị kệ mẹ nó, luật bảo vệ ở Bắc Kinh trong khi rừng ngay bên cạnh, mình săn bắn ở bên này người ta làm sao mà biết được. Tưởng Bách Xuyên cảm thấy cách ấy không ổn, làm việc trái pháp luật là phải ngồi tù mà pháp luật sẽ ngày càng hoàn thiện và mức độ thi hành cũng sẽ ngày càng lớn. Suy nghĩ mài, Tường Bách Xuyên nói, chúng ta đến đất xanh một chuyến đi. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.